Ngày 3 tháng 3, thành phố Hà Nội ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn. Thành phố đặt mục tiêu trả lại nguyên trạng hè phố cho người đi bộ, nhất là tại 12 quận nội thành. Các trường hợp chống đối sẽ bị cưỡng chế, lập biên bản vi phạm hành chính, thu giữ phương tiện, đồ vật vi phạm, tháo dỡ các biển quảng cáo, mái che, mái vẩy chiếm dụng hè phố, lòng đường. Ngày 6 tháng 3, Ban chỉ đạo 197 quận Hà Đông cũng đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn quận. Tuy nhiên, ngày 8 tháng 3, theo ghi nhận của phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, tại phố Nhuệ Giang thuộc địa bàn phường Yết Kiêu và phường Nguyễn Trãi, hàng loạt vi phạm trật tự an toàn giao thông đô thị vẫn ngang nhiên tồn tại. Hàng quán tràn lan trên vỉa hè vườn hoa Hà Đông, trong khi gần đó là trạm biến thế có cảnh báo cấm tụ tập, cấm bán hàng rong, đặc biệt là tại cổng trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn và Trung tâm Văn hóa quận Hà Đông cơ sở 2. Hàng trăm xe máy, xe đạp điện của học sinh được để ở sân, ở vỉa hè và thậm chí cả dưới lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao và gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Cùng với đó, nơi đây cũng được sử dụng để bán bia hơi vào buổi tối. Đây phải mất tiền nhá, chứ không phải tự nhiên mà đứng cái này được đâu. Để làm rõ vấn đề trên, phóng viên đã gọi điện trao đổi với ông Nguyễn Gia Khánh, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, quận Hà Đông và được ông cho biết. Người ta nói là bên ngoài đường đã phản ánh với công an phường Nguyễn Trãi đấy, để và... người ta phải giải quyết việc đó. Và tại vì ở ngoài đấy nói thật với anh là toàn dân xã hội nó trông. À. Mà nó không ở trong một mình học xe của trường đâu. Và mà nhiều khi đã có những va chạm, nên là thực sự là nó cũng khó. Còn đây là hình ảnh quán bia, quán cà phê, quán trà đá, biển quảng cáo được đấu nối điện treo trên cây xanh và dịch vụ trông giữ xe lấn chiếm vỉa hè, vườn hoa, vốn là nơi đi bộ, tập thể dục của người dân trên địa bàn phường Nguyễn Trãi. Trong vai một khách hàng, phóng viên được bà chủ quán bán trà đá cho biết, không ngẫu nhiên mà bà được ngồi bán ở đây. Không nhiều. Theo ghi nhận của phóng viên, không chỉ tuyến phố Nhuệ Giang mà còn hàng loạt tuyến phố khác trên địa bàn phường Nguyễn Trãi đã vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Những bất cập trong công tác quản lý trật tự đô thị không chỉ gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị, mất vệ sinh môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ đưa nơi đây trở thành điểm đen mất an ninh trật tự trên địa bàn. Liên quan đến vấn đề này, Báo Pháp luật Việt Nam đề nghị Ban chỉ đạo 197 quận Hà Đông cùng các cơ quan liên quan vào cuộc kiểm tra để xử lý dứt điểm tình trạng trên.